Chú ơi, hôm nay cháu bàn giao cho mình một số cái đồ này thì chú cho xin cái ý kiến về cái chất lượng hàng hóa như nào nhé. cô chú hài lòng với sản phẩm chứ? Vâng. Ok. Đẹp, tốt. Đấy. Sản phẩm đẹp. Quý vị nhé. Và... giá cả thì phải chăng? Vâng. Đây thì đây là lời cái cảm nhận rất là chân thành cũng như là chân thực của cô chú về cái chất lượng hàng hóa chúng tôi. Cô chú rất là hài lòng. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 9 năm 2020 và chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Bá Hòa Thắng ở tại đây là Xuân Lũng bác nhỉ? Xuân Huy Lâm Thao và bàn giao cho gia đình nhà bác Bá Hòa Thắng một số sản phẩm đồ gỗ nội thất đây trong nhà đây quý vị nhé, bao gồm có một bộ trường kỷ gỗ vụ biệt tích Tam Quốc. Đấy, trước phòng khách này là một bộ sập vụ 1m6 x 2m đôi lọc bình gỗ xà cừ, bộ hoành phi câu đối gỗ mít và chiếc đồng hồ tứ trụ gỗ gõ đỏ. Đây là không gian phòng khách nhà bác Phá cũng như là toàn cảnh cái ngôi nhà tôi vừa quay lúc nãy. Đấy, trước mặt bị là chiếc sập 1m6 x 2m hàng đục chạm thủ công bằng tay cực kỳ sắc nét vị nhé. Tôi lướt qua chi tiết để cho vị xem được cái đường nét đục chạm của chiếc sập này. Chính giữa là có rơi ngậm chữ thọ, bên này có đôi chim điểu này kết hợp hoa mai này. Đôi chim điểu vị nhé, bên này là có nho sóc, sử dụng chất liệu của chất liệu gỗ. Đây, đầu chân này là đầu chân đục rơi ngậm chữ thọ như là chân tùng lọc đục hiêu thì tùng phần ván mặt và ván mặt hai lá kích thước 1m6 x 2m. Lấy về kia mà sân đấy. Còn đôi này là đôi lục bình gỗ hương vậy nhá, đôi lục bình gỗ hương cao 1m6, đường kính là 50, chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Đây là hình bác chủ nhà đây. Bên trên là bộ đại tự, bộ đại tự này được đục chạm là ba chữ Đức Lưu Quang, hai bên câu đối là một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Anh Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Ngoài ra phía bên này là bộ trường kỷ Tam Quốc, chất liệu gỗ vụ, kích thước là dài 2m17, trường đục tích đây thưa quý vị. Thì nó khá là bụi do chúng tôi vận chuyển trên đường, nó hơi bụi một chút. Ở phía bên trong còn có chiếc đồng hồ tứ trụ gỗ gõ đỏ. Rất là nhiều sản phẩm nhé. Ngoài ra thì còn một bộ bàn ghế ăn chúng tôi kê ở trong phòng bếp nữa, tôi không tiện quay, nó hơi xa. Và quý vị nào có nhu cầu quan tâm mà muốn sắm những sản phẩm đồ gỗ thất như này thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại là 0987 510 806, website là đồ gỗ tùng8.com. Xin cảm ơn mọi người.